sạch trôi, không ba tử đây. Không rắn được đó. Tôi vừa cắt. Trời này quả đẹp luôn. Luôn á. Cái nào đó. Đây bà trôi quả chuẩn à, trôi này ghép. Quả không có tứ đây. Đây, trại không có tứ đây các bạn nhé. Quả đẹp. Giờ mình cắt chồi lên cây này để đi ghép cải tàu nhé. Da xanh bóng đẹp. Quả là to. Cái không bắt tư này thì hiện tại nó có 2 lửa các bạn. Còn lửa nhỏ nữa này. Này. Lửa này thì cỡ thằng tư. Chuẩn bị thu rồi đó, cỡ khoảng 20-30 ngày nữa là thu. Còn lửa này là cỡ thằng 7 thằng 8. Này. Quả nhỏ này. Đó. Giờ là cắt chồi ra mãi ghép luôn ạ. À. À, giờ là mình ghép cái tàu bơ bút thành không bất tứ nha. Quả này 2 lửa đây luôn á. Trái đẹp à. Giờ quyết định sao? Ông có ghép cả tàu đúng không? Ừ. Ông có ghép không? Dạ. Rồi, mình giữ quyết định bơ bút hả? Giống chuẩn 100% của Lâm Đồng nè. Đây là giống được những tài Crong Năng nha. Quả sai. Cây này mới 3 năm rồi luôn ạ. Như vậy là ok rồi chứ nữa. 3 năm mới có ăn đúng không? Ừ. 3 năm ăn tải như vậy là được hả? 3 năm mới có ăn, bây giờ ghép là 3 năm. Ghép thì sang năm bữa nay thằng 3 thì cũng thằng 3 năm 6 là tải như gì ra. Hả? Đây, quả nhỏ, to nhỏ có hết. Rồi, ghép quả chuẩn luôn. Dạ, tiếp tục chồi thôi. Vâng. Mấy trái sóc ăn là già rồi đó. Ờ, sóc ăn rồi mà. Trái đưa vô đưa cho nhà. Ừ. Sóc ăn là già đó. Hại luôn. Chu không ba tứ bữa nay cũng đắt lắm luôn ạ. Bữa nay cũng 45.000 kỹ đó. Nè. Mặc dù dịch Covid nhưng mà bơ trại vẫn sai. Qua wow, trên này sóc ăn đây luôn. Tí kiếm mấy trại về cho đầu đỏ nhé. Sao rồi dân sao đó?